Sẵn sàng nhé, hôm nay mình chiến đến câu số 100. Chất nào sau đây tác dụng đối với dung dịch BaOH là lần tạo kết tủa? Xem nhá. Chất nào sau đây tác dụng đề đề thi của Trung học phổ thông quốc gia năm 2017 này. Đề năm nay rất là đề cái đề 2017 rất là dễ nhé, có rất nhiều anh chị được 9 mà thầy nhớ là điểm bạn mà cao nhất của thầy là bạn Đỗ Thị Nhuần, bây giờ đang học Dược Thái Bình là được 9,75 điểm môn Hóa. Đấy. Mình có này, BaOH lần vào NaCl thì không tạo ra cái gì, KCl không tạo thành gì. KNO3 không tạo thành gì. BaOH lần cộng với CaHCO3 lần thì tạo thành kết tủa, chúng ta là BaCO3 cộng với kết tủa là CaCO3. Thầy biết là ngày mai có rất nhiều bạn thi, thế thì chúng ta vào đây để chúng ta cùng ôn về lý thuyết nhá. Ở đây mình có đáp án đúng là đáp án B. Ok, mình sang tiếp câu tiếp theo, câu số 52. Câu số 52. Thế là vừa nhận được tin nhắn của bạn Nghĩa Thắng. Nghĩa Thắng à? Nghĩa Thắng vừa inbox cho thầy là Nghĩa Thắng vừa xe gửi tặng quà Nghĩa Thắng. Ok, thế là Nghĩa Thắng nhận được quà rồi. Những bạn nào nhận được quà rồi thì ới lên ở trong livestream để cho các bạn cùng biết nhá. Đấy, thầy đã gửi quà cho Nghĩa Thắng, Nhàn Phạm, Lan Hoa, Lê Quang Lĩnh. Những bạn nào nhận được quà rồi ới lên để cho các bạn biết nhá. Nào mình tiếp này, sang câu tiếp theo, câu 52. Trung học phổ thông quốc gia. Lan Hoa check xem đã nhận được chưa? Đâu hôm nay vẫn là live vậy mà. 8:30 và Hoàng Tâm. Ta Lady Night 8:30 tối thứ hai hàng tuần. Ô nhiễm không khí có thể tạo ra mưa axit gây ra tác hại rất lớn cho môi trường. Hai khí nào sau đây đều là nguyên nhân gây mưa axit? Mình chú ý nitơ không có tính axit nên không thể gây mưa axit được. Đúng chưa? Oxy cũng vậy, được chưa? NH3 nó là tính bazơ nên là cũng chưa có, được chưa? Minh Vũ à? Minh Vũ chưa nhìn thấy Minh Vũ, chưa nhìn thấy Minh Vũ inbox cho thầy luôn. Chắc là vào tin nhắn chờ. Chưa, không thấy, không cả tin nhắn chờ. Thôi chắc có thể kiểm tra tin nhắn lọc nhé. Các em cứ liên tục nhé. Inbox cho nick của thầy nhé. Ok, thầy chưa nhìn thấy bao đại nhân đâu. Chốc nữa thầy like xong thì check hộp thư lọc nhá. Hoàng Tâm á, Hoàng Tâm gửi rồi. À chưa, chưa thấy nick Hoàng Tâm đâu. Hoàng Tâm ơi, Hoàng Tâm phải inbox vào cái nick Minh Berlin nhá. Cái nick Minh Berlin chưa nhìn thấy, chắc là nó ở trong hộp tin lọc rồi. Lọc thì tí nữa phải lọc thì mới nhìn thấy được nhá. Kèm nhanh tay xe video live stream về tường nhá. Một số bạn bị đẩy vào hộp thư. Đúng là quyển này thầy đang bán, chuột ninh nhá. Là mình có. Về đây mình có là cây mưa axit là SO2 và NO2. Đáp án đúng đáp án C. Xe nhanh xe mạnh mẽ lên nào. Xe nhanh xe mạnh mẽ. Nhớ này, các bước để nhận quà này, xe này chụp ảnh gửi cho thầy về bằng nick Minh Merlin thì chúng mình sẽ Bùi Bích Hiền á cũng gửi đó. Chưa nhìn thấy, chắc là các em ở trong hết cái hộp thư chờ rồi, tí nữa rồi thầy sẽ vào thầy sẽ check nhá. Like xong nhá. Đấy Lan Hoa nhận được rồi này. Câu 53. Câu 53 trong đề thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2017. Cho FE tác dụng HNO3 đặc nóng thì thu được khí X có màu nâu đỏ. Khí X có màu nâu đỏ. Ok, được rồi. Những cái bạn nào mà đã inbox rồi thì cứ inbox liên tục nhá. Nó có thể là vào hộp thư chờ tí live stream xong thầy sẽ check và thầy gửi nhá. Được chưa? Cho FE tác dụng HNO3 nhớ đặt xem trước nick chú Minh Merlin. Đặc nóng thu được khí X màu nâu đỏ. Lưu ý này, nitơ không màu. NO không màu hóa nâu trong không khí, đúng không? N2O gây cười, có trong bóng cười đấy nhá. Được chưa? NO2 là màu nâu đỏ. Đáp án đúng đáp án D. Ok. Nhận qua câu 54 nào. 54. Đề thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2017. Dung dịch nào sau đây phản ứng với dung dịch HCl tạo ra chất khí? Đấy. Dung dịch nào sau đây phản ứng? Nó các em cũng comment đáp án nào? À thanh thủy 53G à? Ok nào. Mà mình có này. Phản ứng với dung dịch HCl tạo thành chất khí thì mình có BaOH 2 lần cộng HCl thì mình tạo thành là BaCl2 cộng với lại H2O thì không có khí, đúng không? Bỏ cháu này. HCl thì không phản ứng với K2S4, vứt cháu này. HCl thì cũng không phản ứng với CaNO3 lần, bỏ cháu này. Vậy mình có HCl cộng với Na2CO3. Đây, Na2CO3 cộng HCl thì mình tạo thành NaCl cộng với lại H2O cộng với lại CO2. Vậy đáp án đúng của mình là đáp án B, bỏ đấy nhá. Đấy nha, chúng mình đang chữa cái bộ mà 2000 câu hỏi trắc nghiệm lý thuyết nhá. Bộ 2000 câu trắc nghiệm lý thuyết. Chúng ta đang chữa part số 2. Part 2 là từ câu 51 đến câu số 100. Úi giời ơi, 2000 câu cơ. Chữa thoải mái. Chúng ta ôn xong phần này chúng ta vô địch về lý thuyết luôn. 24 câu lý thuyết là ngon. Ngon lành cành đào. Câu 55, công thức hóa học của natri dichromat. Đấy, natri dichromat nhá. Các em nhớ công thức hóa học của natri dichromat. Natri dichromat nhá thì không phải anh này được, không thể anh này được. Đúng chưa? Dichrom là Cr2. Được chưa? Vậy thì nó phải là Na2Cr2O7. Được chưa? Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án A. Đúng rồi. Những bạn nào muốn nhận bộ 6 đề thi minh họa mà giải chi tiết có cả full video thì inbox cho chúng mình nhá. Nhớ là để nhận được quà thì phải share video livestream về tường. Đây, các bước để nhận quà đây. Đấy, quà đầu năm học đây này. Xe bước 1 xe video livestream về tường, bước 2 chụp ảnh cái việc mà em xe đó xong gửi cho nick thầy Minh Merlin. Ngay lập tức em sẽ nhận được quà ngay. Câu số 56, phát biểu nào sau đây là sai? Câu số 56. Phát biểu nào sau đây là sai? À, kim loại đồng khử được sắt trong hai dung dịch. Đồng thì không có tác dụng với lại sắt 2 cộng đâu. Đồng không có tác dụng với sắt 2 cộng. Vậy là loại, đúng chưa? Kim loại nhôm tác dụng với dung dịch NaOH. Đúng.
Nhôm tác dụng với NaOH để tạo thành NaAlO2 cộng với H2. Được chưa? Bỏ. Kim loại khối lượng riêng nhỏ nhất là Li-ti, đúng, nên là bỏ. Kim loại cứng nhất là Crom, đúng, nên là bỏ. Vậy 5-6 đồng không khử được, đúng không? Mà đây ở đây lại nói là đồng khử được. Sách vô cơ thầy thử tối thứ tư nhé, đáp án A. Được chưa? Các em nhớ này, các em nhớ này. Thứ hai Lady Night. Thứ hai Lady Night 2000 câu lý thuyết. Được chưa? Thứ tư là vô cơ. Được chưa? Thứ nào, thứ bảy là luyện đề. Cứ nhớ cái lịch đấy mà lên mà vào học. Nhớ chưa? Tiếp tục nha. Mình có câu 57. Câu 57. Cho kim loại sắt lần lượt phản ứng với các dung dịch, số trường hợp xảy ra phản ứng hóa học là nhá, số trường hợp xảy ra phản ứng hóa học nhá. Mình có này. Fe này. Ăn với FeCl3 này là Fe3 cộng này để tạo thành này 3 lần Fe2 cộng. Được chưa? Đấy nhá, phải là có phản ứng này. Fe này ăn với lại Cu2 cộng này để tạo thành này Fe2 cộng này cộng Cu này, là thêm thằng này nữa này. Nhìn rõ chưa? Tiếp tục này. Đúng rồi các em, tác giúp thầy tất cả các bạn các em vào trong cái live stream nhá. Tiếp tục nhá, tiếp tục nhá. Fe này cộng bạc cộng này. Fe này cộng với lại bạc cộng này để tạo thành Fe2 cộng này cộng bạc này, đúng chưa? Vậy là có tiếp này. Nhưng Fe không cộng được Mg2 cộng. Vậy là bỏ, vậy là chỉ có 1 2 3 đáp án đúng, mình đáp án B, Hồng Quân chính xác, Mun Mun chính xác, rất là tốt luôn. Đấy, chúng ta đang tổng ôn về lý thuyết 2000 câu trắc nghiệm lý thuyết vô cơ. Nhớ nhá. Đấy, nhớ này, các bước nhận được quà. Đấy, xe xong rồi là chụp ảnh lại xong gửi cho nick chúng mình lên. Nghe tức tí livestream xong chúng mình sẽ gửi quà cho các em. Cái nick mà thầy add ở đây đấy nhá. Bạn nào muốn inbox mà đăng ký một cuốn sách này thì inbox với chị Thanh Dịu cũng được add ở trong này. Câu 58. Lại một câu trong đấy thi trung học phổ thông quốc gia năm 2017 nữa. Cho các phát biểu sau, chúng ta chỉ ôn những cái câu trong này thôi. Thi đi thi lại ấy mà, đúng không? Thì chúng ta nhớ đến lúc một phòng thi nhớ hết 2000 câu nhớ sạch. Cho các phát biểu sau, số phát biểu đúng là, lưu ý nhá, số phát biểu đúng là mình có này, dung dịch hỗn hợp, bao nhiêu bạn team Thái Bình giơ tay cái nhỉ? Bao nhiêu bạn team Thái Bình điểm danh cái nhỉ? Phát biểu đúng này, cho hỗn hợp FeS4 và H2O4 làm mất màu dung dịch KMnO4, đúng, tại vì là nó tạo thành gì? Tạo thành Fe2SO4 3 lần cộng với lại K2SO4 cộng với lại MnSO4 cộng với lại nước thì đúng là mất màu thật. Đúng. Fe2O3 có trong tự nhiên với quặng hematit, cái này cũng đúng. CrOH3 lần tan dung dịch axit mạnh và kiềm. CrOH3 lần này là hydroxit lưỡng tính, tan được trong axit mạnh, đúng, và tan được trong kiềm, đúng. CrO3 là oxit axit, tác dụng với nước chỉ tạo ra một axit, sai. CrO3 của mình là oxit axit này, tác dụng với nước của mình tạo thành hoặc là H2CR2O7 hoặc là H2CRO4. Hai thằng axit này tồn tại cùng với nhau. Thái Bình điểm danh cái nhỉ? Thái Bình điểm danh cái nhỉ? Đấy, chấm cáo ở đây có muốn thấy bạn nào Thái Bình ấy, bạn ở bên trên bạn luôn, chưa kịp nhìn. CRO3 là oxit axit tác dụng với nước chỉ tạo thành một axit, cái này sai. Vậy mình có là A, B, C, 3 cháu, đáp án đúng đáp án A, cả nhà nhá. A nhá. Nhớ xe tác tất cả các bạn Thái Bình vào đây, hình như các bạn Thái Bình ngày mai thi này, Nguyễn Đại Thái Bình ngày mai thi à? Thầy cũng quê Thái Bình nhá. Nào mình có câu 59 nào. Câu 59. Ui dồi ôi, câu 59 là một câu về Chrome luôn. Nhớ các bước để tặng quà nhá. Hôm nay chúng ta live stream full giải 50 câu, 2000 câu lý thuyết, 50 trong bộ sách 2000 câu trắc nghiệm lý thuyết của chúng mình liên tục vào tối thứ hai hàng tuần nhá, liên tục vào tuần. Hello, chào Nguyễn Mạnh Trường của Thái Bình à. Mai thi đúng rồi, thì tối nay vào đây ôn là hợp lý thôi. Nào câu 59. Chrome 6 oxit có màu gì? CrO3 màu gì? Đấy, màu vàng, không phải. Màu xanh lục, không phải, đúng không? Màu da cam, không phải. Màu đỏ thẫm, đáp án đúng đáp án B, bỏ. Hello, chào Đức Lê chị. 60 nè, 60. Comment 60 chào, hello, chào Thư Béo, chào Tú Bùi Anh. Thầy cũng quê Thái Bình nhá. Ok, Nguyễn Đại gửi rồi à? Nguyễn Đại, để em thầy xem nhá. Thầy check inbox đây, thầy vẫn đang on đây. Chưa thấy. Tí nữa chắc tí phải loát lại nhá, tí phải loát lại thầy xem. À, thầy nhìn thấy bạn. Đúng rồi, tí nữa thầy phải loát lại thầy xem nhá, được chưa? Ok, nào tiếp tục này, sang câu số 60. Tất Quảng Nam cũng thi à? Quảng Nam điểm danh cái sao nào? Quảng Nam đâu, Quảng Nam? Quảng Nam điểm danh cái này. Thi xong nhớ chụp ảnh đề gửi chúng mình nhá. Câu 60 này, một mẫu khí thải công nghiệp có chứa các khí, để loại bỏ các khí đó một cách hiệu quả nhất có thể dùng dung dịch nào sau đây? Lưu ý nhá, mẫu khí thải công nghiệp này có chứa các khí này, loại bỏ các khí đó một hiệu quả nhất này, CO2 này, SO2, NO2, ba thằng này là oxit axit, thằng này là tính axit tiếp, vậy thì sử dụng một thằng bazơ. Không sử dụng axit được.
thằng này hay thằng này trung tính, không làm ăn gì được, bỏ bỏ. Vậy chắc chắn là xe AH2 lần. Tại sao lại sử dụng xe AH2 lần? Thằng này tính ba dơ này, thứ hai này dung dịch này có tính kiềm này, phản ứng giữ lại hết bọn này này, thứ ba thằng này rẻ tiền, đúng không? Vôi tôi rẻ. Vậy đáp án đúng đáp án C cả nhà nhá. Đúng rồi, meo meo chính xác, Đỗ Huy chính xác. À thế là ở đây chúng ta biết được rằng là mai là có Thái Bình và Quảng Nam thi. Nào Thái Bình này, Quảng Nam nào, còn bạn nào thi nữa nào, điểm danh cái xem nào. Nào câu 61. Kim loại dẫn điện tốt nhất là. Ui dồi ôi, 61 này dễ mà nhiều đứa chết. Nhớ ngày mai thi câu này đấy. Nghi lắm. Kim loại dẫn điện tốt nhất là. Nào kim loại nào các em nhớ nhanh tay xe lại video live stream về tường, xong rồi tag tất cả các bạn của các em vào trong video live stream này nhá. Để nhớ ngày mai thi thì còn biết được mà chúng, đúng không? Kim loại nào dẫn điện tốt nhất là. Kim loại dẫn điện tốt nhất là thằng nào nhỉ? Không thể là vàng, không thể là nhôm, không thể là đồng, mà chỉ có thể là bạc. B bỏ, đúng rồi, Nguyễn Anh Tuyền chính xác. 62. 62 nhá. An Nguyễn thi rồi, An Nguyễn ở đâu mà thi rồi em? 62 nào. Kim loại sắt bị thụ động bởi dung dịch. À chúng ta nhớ cho thầy này. Một cái nguyên tắc mà chú Minh luôn luôn dạy, phải ăn crust sắt nhôm chrome. Được chưa? Thì ba thằng này là bị thụ động bởi dung dịch. Dung dịch gì? H24 đặc nguội và HNO3 đặc nguội. C, nhớ chưa? Phải ăn crust. Nhớ nhá. Phải ăn crust. Đấy. Câu 63. 63 nhưng mà nhớ phải trên 18 cộng nhá. Không toang đấy. 63. Dung dịch nào sau đây tác dụng được với kim loại Cu? Dung dịch nào sau đây tác dụng với kim loại Cu? Chúng ta chú ý là HCl thì không tác dụng được với Cu, đúng không? HCl là không thể nào ăn được Cu được rồi. Các em nhớ nhanh tay comment đáp án nhá. Nhớ comment đáp án thật nhiều. Xong rồi share video livestream này về tường, xong rồi inbox cho chú Minh chụp ảnh lại để nhận được quà nhá. Món quà cực kỳ đặc biệt dành cho các em. Mình có này. Dung dịch nào sau đây tác dụng được với kim loại đồng? HCl không tác dụng với đồng rồi. H24 loại cũng không được, đúng không? Càng hoắt càng không. Đúng chưa? Vậy thì chắc chắn Hà Tĩnh à? Hà Tĩnh thi xong rồi à? Hà Tĩnh chụp ảnh gửi đề cho thầy nhá. HNO3 loãng, HNO3 loãng ăn được đồng. Lý do tại sao nhỉ? Tại vì là đồng đứng sau H cộng nên là không ăn được với bằng axit loại 1, KOH thì càng không. 64, mình chỉ có là KOH chỉ ăn được thằng nhôm với thằng chrome, chỉ ăn được thằng nhôm thôi, đúng không? Câu nhôm với kẽm. 64, quặng nào sau đây thành phần chính là Al2O3? Quặng nào sau đây thành phần chính là Al2O3? Cái này những bé nào quê ở Tây Nguyên là biết rõ nhất nhá. Thành phần chính là Al2O3, cứ bé nào ở Tây Nguyên được biết rõ nhất. Tại sao bảo vậy? Hemantit là Fe2O3, nhớ nha. Đứa nào không biết nốt lại, nào thi có là này, để trung học phổ thông quốc gia 2017 có đây này. Đấy, trong sách của thầy là tụ hợp đủ hết nhé. 2000 câu lý thuyết cơ mà. Thoải mái mà làm. Manhetit này, Fe3O4 này. Được chưa? Cryolit Na3AlF6. Bosit Al2O3. Vậy bosit chúng ta là B. B bỏ. Bosit. Ok, bosit. Bosit. Nào, câu 65. 65. Trung học phổ thông quốc gia 2017. Ở nhiệt độ thường, dung dịch BaHCO3 tác dụng được với dung dịch nào sau đây? Ở nhiệt độ thường nhé, BaHCO3 không ăn được KCl, không ăn được NaCl, không ăn được KNO3, ăn được K2CO3. Đây, thầy viết phương trình chúng ta cùng nhìn. BaHCO3 hai lần ăn được Na2CO3 để tạo thành BaCO3 cộng với hai lần NaHCO3. Hello, chào Tây Nguyên. Tây Nguyên có quặng bauxit nha. Tây Nguyên có quặng bauxit đúng không? Tây Nguyên đất màu đỏ đấy, ba gian đấy, và có nhiều, rất nhiều quặng bauxit. Được chưa? Vậy đây là cái tủa này. Vậy đáp án đúng đáp án D. Nhớ nhá, các thanh niên nào chưa xe về tường thì nhớ xe về tường nhá. Bộ này bộ là 2000 câu trắc nghiệm lý thuyết hóa vô cơ. Câu 66. Câu 66 cho hỗn hợp là vào dung dịch CuCl2 sau khi phản ứng hoàn toàn thu đổ hỗn hợp ba kim loại. Bây giờ này, để lại được câu này. À bạn An Nguyễn rồi, bây giờ mới nhận được inbox bạn An Nguyễn, tặng quà An Nguyễn cái. Đấy, các em cứ ngay lập tức share video live stream về tường, xong chụp lại ảnh mà video live stream em đã share, inbox cho cái nick Minh Myelin. Thấy S ở đây này, được chưa? Chú Minh sẽ ngay lập tức gửi cho em quà, bộ quà của em này. Nhớ nhá, nhớ thực hiện đúng đấy. Nào ta có này, cho hỗn hợp cùng kẽm này, magie này, bạc này, và dung dịch CuCl2 thu đổ hỗn hợp cùng 3 kim loại. Chú ý này, kim loại tạo thành tính khử tăng dần. Tính khử tăng dần. Vậy đây trong này mình có này, kẽm, magie, bạc, đồng. Vậy thằng nào tính khử yếu nhất? Thằng tính khử yếu nhất đầu tiên là bạc. Vậy bạc tạo thành đầu tiên. Yếu nhì là đồng. Đúng chưa? Sau đến ba gì? Kẽm với magie thằng nào yếu hơn? Kẽm. Vậy ba kim loại là gồm bạc, đồng, kẽm. Bạc không có đồng, bỏ. Bạc, đồng, có magie bỏ, có magie bỏ. Bạc, đồng, kẽm. Đáp án đúng đáp án gì? Đáp án D các em nhá, 66D Thảo Nguyên chính xác. Đấy dễ không? Hồng Quân A, Hồng Quân A nhầm mất rồi, bạc đồng kẽm anh nhá. Nhớ cái mà thầy phân tích này này. Để mình làm. Được chưa? Làm mà sách mới phê đúng không?
Bạn An Nguyễn. An Nguyễn chụp đề gửi thầy, thank you An Nguyễn nhá. Ok, là mình có sang câu tiếp theo, câu số 67. Thí nghiệm nào sau đây không xảy ra phản ứng? Thí nghiệm nào sau đây không xảy ra phản ứng hóa học? BAS số 4 và HCl thì chú ý cho thầy là kết tủa BAS4 không tan trong dung dịch HCl nhá. Bỏ. Các em nghe có hiểu không? Các em hiểu thì chấm cái để cho thầy biết nhá. Cùng comment đáp án câu 67 nhá. Nào, cho kim loại sắt và dung dịch FeCl3 thì thầy viết phương trình rồi. Nó tạo thành FeCl2 đúng không? Có phản ứng. Đây hỏi không cơ mà. Hỏi không thì là A rồi. A không phản ứng mà. B là có phản ứng nên bỏ. Al2 vào NaOH thì tạo thành NaAlO2 cộng H2O là có phản ứng. CaO và dung dịch HCl tạo thành CaCl2 đúng chưa? Cộng với H2O có phản ứng đúng chưa? Vậy ở đây đáp án đúng, chúng ta đáp án A nhá. Đáp án A 67. Thảo Nguyên ơi, Thảo Nguyên lại bị nhầm rồi. Chú ý này, làm lý thuyết với chứng minh Myelin một lần sai, một lần nhớ, được chưa? Cứ một lần sai, một lần nhớ, phải comment thật nhiều thì mình mới đúng được, chứ nếu không là tạch đấy. Sang câu 68. Sang câu 68. Phương pháp nhớ nhanh lý thuyết. Câu 68 trong đề thi Trung học phổ thông quốc gia 2019 này. 2019 năm ngoái vừa thi đấy. Mà trong đó thầy có cái anh mà anh Trương Văn Hiển điểm cao nhất, được chưa? Anh Hiển thi được 9,5 môn hóa. Kim loại nào sau đây không tan được dung dịch H2O loãng? Kim loại nào không tan ở trong dung dịch H2O loãng? Lưu ý nhá. Kim loại nào không tan trong H2O loãng? Thì mình có này. Không tan được trong H2O loãng. H2O loãng là axit loại 1 đúng không? Đấy các em nhớ những cái xe là về tường công tác các bạn vào nhá. Thì nó phải là những kim loại mà đứng sau thằng hydro, đúng chưa? Vậy mình có đồng đứng sau hydro. Vậy đáp án đúng đáp án. Được chưa? Nhôm tan, sắt tan, magie tan. Đọc. Ok. Câu 69. Câu 69. Kim loại nào sau đây điều chế được bằng phương pháp nhiệt luyện với chất khử là CO? Kim loại nào sau đây điều chế bằng phương pháp nhiệt luyện với chất khử là CO? Điều chế nhé, với pháp nhiệt luyện nhé, với chất khử là CO thì chúng ta chú ý cho thầy là CO chỉ khử, nhớ này mấy đứa mày mai thi này, chỉ khử các oxit kim loại đứng sau nhôm trong dạng điện hóa. Nhớ nhé, CO chỉ khử oxit kim loại đứng sau nhôm trong dạng điện hóa. Vậy canxi đứng trước nhôm, kali đứng trước nhôm bỏ, bari đứng trước nhôm bỏ, và đáp án đúng của chúng ta là đáp án B, bỏ CU. Được chưa? Mai đi thi đơn giản, mai chỉ cần câu nào khó tưởng tượng chúng mình đứng bên cạnh là xong. Đấy. Sang câu 70, đề thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2019. Nào. Câu 70, đề thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2019. Thành phần chính của muối ăn. Cùng comment đáp án cái xem nào. Chấm mạnh mẽ lên xem nào. Đuối thế. 70. Thành phần chính của muối ăn. Ui, toàn câu dễ thôi. Đây các em nhìn, đây là toàn là các câu trong đề thi Trung học phổ thông quốc gia. Không tin mở đề thi Trung học phổ thông quốc gia ra tìm thấy luôn. Bộ đấy bộ 2000 câu. Chú Minh Mìa liền tự tay trực tiếp viết từng chữ một. Sách cực kỳ xịn sò luôn nha. Thành phần chính của muối ăn. Muối ăn mà. Muối ăn có ai đi ăn đá vôi không? Không. Đúng chưa? Thành phần chính muối ăn đứa nào cũng biết NaCl. Hỏi như cho điểm. Giá mai thì cũng vậy nhờ. 73 nào. Chất nào sau đây làm mềm được nước cứng có tính vĩnh cửu? Úi sổ ôi, nước cứng vĩnh cửu. Thế bây giờ mình phải nhớ là nước cứng vĩnh cửu là gồm gì ạ? Nước cứng là gồm các cation là canxi 2 cộng và magie 2 cộng. Đúng không? Thế còn nước cứng vĩnh cửu là có chứa thêm gì không? Cl trừ hoặc SO4 2 trừ. Mình chú ý cho thầy là nguyên lý để làm giảm tính cứng của nước hay là mềm đấy thì là mình đi làm giảm cái nồng độ của thằng Ca2 cộng và magie 2 cộng xuống. Có nghĩa là cứ thằng nào đớp được hai thằng này là được. NaCl không đớp được hai thằng này mà chỉ làm tăng độ mặn thôi. Đúng là lý thuyết cực chất mà. Và đúng là quyển sách này lý thuyết chất lắm. NaNO3 chỉ tăng độ mặn thôi các em ạ. Na24 cũng vậy thôi. Thế thì ở đây để làm mềm thì là cho Na2CO3 vào. Bởi vì mình có ion CO3 2 trừ đớp nhau với canxi 2 cộng và magie 2 cộng để mình tạo thành kết tủa CaCO3 và MgCO3, làm giảm nồng độ trực tiếp, làm giảm nồng độ của canxi 2 cộng và magie 2 cộng xuống. Được chưa? Vậy thì đáp án đúng chúng ta là đáp án C, Na2CO3 nhá. Lý thuyết xịn quá, đúng rồi, sách lý thuyết cực xịn. Bạn nào đăng ký thì inbox ngay chị Thanh Dịu nhá. Được tặng sách 75k một cuốn sách. 75k một cuốn sách. Chú ý này, đăng ký ngay hôm nay 75k cuốn này thôi. Đáng nhẽ nó là 145k. 145k giảm giá xuống còn 75k. Nhanh lên, đăng ký nhanh đấy, xe phải xe về tường xong rồi tag các bạn vào, xong đăng ký thì mới có sách này để mà học, được chưa? Không là sau Tết là tăng giá đấy, sau Tết là tăng giá trở lại luôn. Câu 72. Câu 72 đề thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2019. Cố lên nữa, 199 200 xem nào, đuối thế. Một đứa xe thôi lên được 200. Dung dịch nào sau đây hòa tan được CrOH 3 lần? Các em chú ý cho thầy, CrOH 3 lần là chrome hydroxit. Chrome hydroxit của chúng ta nó là hydroxit lưỡng tính. Hydroxit lưỡng tính thì tan được cả ở bên trong thằng axit và tan được ở bên trong cả thằng kiềm. Nhưng mà nó không tan trong muối đâu ạ. Muối chỉ có vị mặn thôi, mặn chát.
Đúng chưa? Đáp án đúng đáp án D. Đấy chưa? Các em nhớ. Đâu rồi, đâu rồi, đâu rồi? Đâu rồi, đâu rồi, đâu rồi? Vào lại nào cả nhà ơi. Đây là Nguyễn. Vào lại nào cả nhà ơi. Hello. Hello. Đang like hay tự nhiên bị ào. Không hiểu tại sao luôn. Không hiểu tại sao luôn đó. Đang like hay tự nhiên bị ào. Khó hiểu. Chắc là do cá mập cắn đứt cáp. Chắc là do cá mập và cắn đứt cáp rồi. Ờ à, đúng rồi, chính xác. Lại bị sập. Vào lại đấy các em này, các em xe lại giúp thầy. Các em xe lại nhá. Các em xe lại giúp thầy nhá. Xe lại giúp thầy. Bây giờ đứa nào xe lại đứa X2 quà tặng luôn. Đứa nào xe lại X2 quà tặng, tặng phun luôn hai món quà. Chỉ cần xe lại xong rồi là chụp ảnh xe là tặng phun hai món quà luôn. Hai món quà cực kỳ hot hit. Món quà đầu tiên, nói luôn cho biết, là cái món quà vừa nãy tặng các bạn. Đây, Nguyễn Lê Duy Đạt đây, bạn đầu tiên inbox này. Món quà đầu tiên là bộ 6 đề minh họa. Món quà thứ hai là bộ skin giải nhanh peptide siêu khó. Đấy, hai món quà luôn nhá. Bây giờ cứ đứa nào mà ngay lập tức share lại video live stream nhá, được tặng hẳn hai món quà, bộ 6 đề minh họa và skin giải nhanh peptide siêu khó bằng Casio. Nói là làm, vừa gửi được cho bạn Nguyễn Lê Duy Khanh rồi. Một bạn nữa, An Nguyễn đã được gửi rồi. Bây giờ chỉ cần share lại video live stream, inbox cho nick chú Minh Berlin, được tặng hẳn hai món quà luôn. Inbox tặng luôn này. Không nói nhiều. Đinh Phương Sinh, Đinh Phương Sinh share cho thầy chưa? Share chưa? Đây xe nha, để yên xe nào. Đây Nguyễn Đại đây. Nguyễn Đại này gửi hẳn hai món quà luôn này. Nguyễn Đại được nhận hai món quà này. Nguyễn Đại check inbox nha. Doan Thanh Lê này nhận hai món quà luôn này. Đấy, xe nhanh về tường. Đây, xe nhanh về tường tặng tiếp. Đây bạn Bao Đại Nhân này, Bao Đại Nhân này. Bao Đại Nhân nhìn thấy sập rồi, đây lôi hẳn MacBook vào đây cho xem. Tặng quà này, nhìn nhá. Chú Minh tặng quà, đúng rồi, máy tính. Đây, tặng quà này. Gửi quà luôn này, Ken trộm về cái. Tặng quà luôn, đứa nào đây Lê Quang Lĩnh vừa xe này. Tặng quà Lê Quang Lĩnh này, Ken trồn về này. Tặng quà luôn này. Đấy, nhìn thấy chưa? Đấy, xe lại video live stream về tường, inbox Chu Minh tặng hẳn hai món quà luôn, một món quà là bộ 6 đề, một bộ là skin giải nhanh. Vác hẳn MacBook nhá. Nhanh tay xe video live stream nhá. Nào mình tiếp tục chiến tiếp sang câu 72. Bây giờ xe nó phải mạnh hơn lúc nãy luôn. Mình phải xe mạnh mẽ, kinh khủng hơn vừa nãy. Lúc nãy được 200 bạn, hôm nay phải lên 400. Ok. Xe video live stream đi cho mình chiến tiếp. Bây giờ mình chiến thì đã xong đó là à, tí nữa thầy sẽ gửi tiếp cho các em. Cứ nhanh tay xe lại video live stream về tường là chú Minh sẽ gửi hết quà cho các em nhá. Xe xong chụp ảnh. Bước rất đơn giản, xe xong chụp ảnh có quà ngay, nóng hổi luôn. Thành Nghiệp đúng rồi, hay bị sập lắm. 73 đúng rồi. Nguyễn Thị Hồng Nhung comment đáp án nhá. Đinh Vương Sinh comment đáp án nhá. Công thức khoa học của sắt hai hydroxit là. Công thức khoa học của sắt hai hydroxit là. Công thức hóa học của sắt hai hydroxit là. Đây là sắt 3 hydroxit đúng không? Bỏ comment đáp án. Ừ ok, Đinh Phương Sinh. Các em cứ inbox cho thầy đi, xem lại video live stream của chú Minh Berlin. Chú Minh Berlin sẽ ngay tức tí nữa live stream xong là chú Minh sẽ ngay tức gửi quà cho các em nha. Ok, tiếp tục nhá. Như ý, xe rồi tốt. Xe hợp tác các bạn nhá. FeOH3 lần là sắt 3 hydroxit, bỏ. Đúng không? FeOH2 lần là sắt 2 hydroxit, bỏ. FeOHO là sắt 2 oxit C, ok. 74 nào, 74 comment đáp án rồi nào. 74 comment đáp án rồi nào. Xong câu 74 này, inbox đi, inbox liên tục đi. Xong câu 74 này là chú Minh là xong rồi, xe đi, là chú Minh sẽ ngay lập tức chú Minh đi tặng quà tiếp đây này. 74. Dung dịch nào sau đây hòa tan được Al2O3? Al2O3 đề thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2019. Comment đáp án mạnh mẽ vào xem nào. Hòa tan được Al2O3 là oxit này, là oxit lưỡng tính đúng không? Oxit lưỡng tính thì oxit lưỡng tính thì hòa tan bởi đường HCl và MnOH đúng không? Đáp án đúng đáp án. À. Ok, xe tiếp rồi, rất tốt. Đấy, combo tặng hai quà luôn. Đấy, xe thật nhanh. Nhớ này các bước này.
Xe video live stream lại về tường này, chụp ảnh gửi cho Nick thấy mình Merlin, tí chúng mình gửi cho hẳn là combo hai quà luôn. Chơi lớn luôn. Nhớ tối thứ hai 2000 câu lý thuyết, tối thứ tư vô cơ, tối thứ bảy luyện đề. Ăn lớn mặc lớn luôn, 75 nhá. À đây thì có An Nguyễn này, bạn An Nguyễn rất là nhiệt tình. Bạn An Nguyễn vừa xe tiếp hai lần đây cho xem. Gửi quà An Nguyễn này. Máu là phải chiến. Về gửi quà. Đấy thấy không? Đấy, các em cứ thực hiện xe đi. Xe nhanh về tường xong tác các bạn vào trong video stream vào lại đi xong mình chiến tiếp. Câu số 75 nhá. Câu số 75. Thí nghiệm nào sau đây chỉ xảy ra ăn mòn hóa học? Thí nghiệm nào sau đây chỉ xảy ra ăn mòn hóa học? Đấy. Nhúng thanh kẽm và hỗn hợp H2S4. Chú ý nhá, chỉ xảy ra ăn mòn hóa học thôi. Chỉ xảy ra ăn mòn hóa học. Thì mình có này, nhúng thanh kẽm vào dịch H2S4 và COS4 thì mình có này, mình được này kẽm đồng, mình có hai cặp điện cực kẽm đồng nhúng trong dung dịch chất điện ly. Nhúng trong dung dịch chất điện ly nhá. Kẽm đồng này nhúng trong dung dịch chất điện ly này. Tiếp xúc trực tiếp với nhau vậy ăn mòn điện hóa nên chỉ ăn mòn hóa học, vậy bỏ ăn mòn điện hóa đi. Kẽm H2S4 loãng. Kẽm H2S4 loãng thì chắc chắn nó sẽ tạo thành ZnSO4 cộng với lại H2, đúng không? Thế thì thằng này là chỉ có ăn mòn hóa học thôi. Được chưa? Vậy là B. Ok, tí nữa các em cứ xe lại về tường đi xong chụp ảnh gửi cho thầy. Tí nữa là thầy sẽ ngay lập tức thầy sẽ check inbox mà hôm nay á, riêng cái nick kia là còn kết bạn luôn. Cứ chụp ảnh xe video live stream về tường vừa có quà vừa được kết bạn. Ok. Câu số 76, cặp chất nào sau đây không cùng tồn tại trong một dung dịch? Câu số 76, cặp chất nào sau đây không cùng tồn tại trong một dung dịch nha. Nhớ là không cùng tồn tại trong một dung dịch. Thì mình có này, mình có An Thinh vừa nhìn định như ý gửi ạ. Đinh Thị Thu Thảo vừa gửi này tặng quà Đinh Thị Thu Thảo luôn này. Đấy. Cặp chất nào sau đây không cùng tồn tại trong một dung dịch? Lưu ý nha, không cùng tồn tại. Mình có NaOH ăn không ăn được Na2CO3 nên hai thằng này cùng tồn tại. Bỏ. Comment đáp án thật nhanh và mạnh mẽ vào nhá. CuNO3 lần với H2O4 không phản ứng với nhau. FeCl3 với NaOH3 không phản ứng nhau. Lưu riêng này, CuS4 nhìn này, CuS4 ăn NaOH để tạo thành CuOH 2 lần cộng với lại Na2SO4. Vậy hai cặp chất này phản ứng với nhau do tạo thành CuOH 2 lần. Được chưa? Và do phản ứng với nhau tạo thành CuOH 2 lần nên nó không cùng tồn tại trong một dung dịch. Vậy đáp án đúng của mình là đáp án C. Ok. Tiếp tục nha, sang câu tiếp theo, câu số 77. Câu tiếp theo câu số 77. Thí nghiệm nào sau đây thu được muối sắt 2 sau khi kết thúc phản ứng? Thí nghiệm nào sau đây thu được muối sắt 2 sau khi kết thúc phản ứng? Chú ý nha, nhanh tay này, để nhận được quà này, xe video live stream về tường, chụp ảnh gửi cho Nick, thầy Minh Merlin, chú Minh gửi quà ngay. Hôm nay là combo hẳn hai quà luôn, bộ 6 đề minh họa và skin giải nhanh peptide. Đấy, giá man ạ. 77, thí nghiệm nào sau đây thu được muối sắt 2 sau khi kết thúc phản ứng? Thí nghiệm nào sau đây thu được muối sắt 2 sau khi kết thúc phản ứng? Fe và H2O4 loãng. Fe và H2O4 loãng thì mình thu được FeSO4 cộng F2, thế nên thu được muối sắt 2 thật rồi. Và đáp án đúng của chúng ta là đáp án A các em nhá. Úi dồi ôi, comment sai hết rồi. Thấy không? Lý thuyết cực kỳ chất nhá. Đây là toàn ở trong các câu đề thi Trung học phổ thông quốc gia 2019, 2018, 2017 thôi. Loanh quanh chỉ có thế thôi. Fe và H2O3 loãng dư thì mình thu được FeNO3 3 lần. NO3 3 lần. Mọi kim loại, đa số tất cả các kim loại khi tác dụng với H2O3 loãng thì đều lên số xóa cao nhất. Sắt thì lên số xóa cao nhất là sắt dương 3. Được chưa? Fe cháy trong khi clo thì tạo thành FeCl3. Và Fe2O3 và HCl thì thu được FeCl3. Vậy đáp án đúng chúng ta chỉ thu được muối sắt 2 là A. Đúng không? Mình sang tiếp câu tiếp theo, câu số 78. Nhanh tay xe video live stream về tường xong inbox gửi cho chú Minh. Tí nữa đến câu 80 chú Minh lại gửi tiếp món quà tiếp cho các bạn inbox. Ở nhiệt độ thường kim loại X không tan trong nước nhưng tan trong dung dịch kiềm. X không tan trong nước, nhôm không tan trong nước, canxi tan trong nước vứt rồi, natri tan trong nước vứt tiếp rồi. Đúng chưa? Magie, nhôm đều không tan trong nước, nhưng tan trong dung dịch kiềm thì magie không tan trong kiềm, bỏ nốt. Vậy nhôm, nhôm tan trong nước, không tan trong nước nhưng tan trong kiềm. Được chưa? Nhôm tan trong kiềm theo phương trình sau. Nhôm cộng với NaOH, M là chắc là do mạng lác đấy, để tạo thành NaAlO2 cộng với H2, xe lại về tường thì nó đỡ lác hơn. Nhá. 79 à? Đứa nào chưa xe nhanh đi. Đứa nào chưa xe nhanh lên, bây giờ chuẩn bị gửi quà này. Kim loại nào sau đây có tính khử mạnh nhất? Kim loại nào sau đây có tính khử mạnh nhất? Thế thì đọc thôi. Khi nào 3 cần, vậy thì chắc chắn là kali là tính khử mạnh nhất thôi, đúng không? Đáp án đúng là đáp án B bỏ. Trước khi làm câu 80 comment đáp án câu 80 đi, chúng mình đi gửi quà cho các cháu này. Chúng mình đi gửi quà nhá. Xem chúng mình gửi quà đây này. Chú Minh đi gửi quà này. Đinh Thị Thu Thảo nhận được quà rồi. An Nguyễn nhận được quà rồi. Hậu Quang Phạm này, gửi quà cho Hậu Quang Phạm này.
Nguyễn Tiến này, nhận được quà rồi này. Ôi có hai đứa nữa. Được chưa? Tin nhắn chờ này, Nguyễn Hậu này. Nguyễn Hậu này gửi quà này cho Nguyễn Hậu này. Gửi quà cho Chu Thị Kiều Oanh này, gửi quà này. Đứa nào xe chỉ cần xe xong rồi là chụp lại ảnh inbox cho chú Binh thôi là có quà hết. Đây này, gửi quà cho Ánh Anna này. Nhìn thấy chưa? Nhìn thấy quà chưa? Đấy, chỉ cần các thực hiện các bước sau, xe chụp ảnh gửi chú Binh có quà. Đấy, quà cực kỳ hot hit. Thôi dậy tiếp. Đấy nhá. Câu 80. Tác nhân hóa học nào sau đây không gây ô nhiễm môi trường nước? Lưu ý, tác nhân hóa học nào sau đây không gây ô nhiễm môi trường nước? Chú ý cho thầy từ không. Được chưa? Không gây ô nhiễm. Thuốc bảo vệ thực vật là gây ô nhiễm rồi. Bỏ. Các anion này cũng gây ô nhiễm. Kim loại nặng càng ô nhiễm. Oxy hòa tan trong nước không ô nhiễm. Đúng chưa? Oxy còn còn giúp cho rong tiểu, rong tảo phát triển này. Đấy, cá sống ở dưới nước là cũng nhờ như vậy. Nhớ nha, là câu 81. Câu 81. Thầy dạy hay ngại gì không xe đúng không? Câu 81. Muối nào sau đây dễ bị phân hủy khi đun nóng? Lưu ý nha, muối nào sau đây dễ bị phân hủy khi đun nóng? Na2S4 không bị phân hủy được. Bỏ. NaCl em đun nóng lên xem nó có bị phân hủy không? Không. Bỏ. CaCl2 cũng không. Chỉ có CaH2O3 hai lần thôi. Lưu ý nha, CaH2O3 hai lần. Khi đun nóng nhẹ thôi, đun nóng nhẹ thôi thì ngay tức nó tạo thành CaCO3 cộng với CO2 cộng với H2O. Được chưa? Vậy là dễ bị phân hủy là CaH2O3 hai lần. À. 82. 82 này. Dung dịch nào sau đây tác dụng với dung dịch BaHCO3 hai lần vừa thu được kết tủa và lại vừa có khí thoát ra? Thế mới hay. NaOH tác dụng với BaHCO3. Đây nha, chúng mình viết phương trình cho nhìn nhá. NaOH mà tác dụng được với BaHCO3 hai lần, xem này. NaOH đớp nhau với BaHCO3 hai lần thì ta thu được BaCO3 cộng với Na2CO3. Đúng chưa? Vậy ở đây mình chỉ có một thằng kết tủa thôi. Vượt yêu cầu là vừa kết tủa vừa khí. BaHCO3 hai lần cộng HCl. Đây, BaHCO3 hai lần cộng HCl thì nó tạo thành BaCl2 cộng với CO2 cộng với H2O. Hai nha. Xong nha. Tiếp nha. CaOH hai lần xem nào. CaOH hai lần cộng với BaHCO3. CaOH hai lần cộng với BaHCO3 hai lần để tạo thành CaCO3 cộng với BaCO3. Không có kết tủa, không có kết tủa. À, không có khí, có khí nhưng không có kết tủa, bỏ nốt. Vậy đáp án đúng của chúng ta chỉ có thể là đáp án D, H2O4. Nhìn nhá, H2O4 này. H2SO4 mà cộng với BaHCO3 hai lần, mình tạo được thành BaSO4 cộng với CO2 cộng với H2O. Ý B này loại do không có kết tủa, chỉ có khí. Nhưng ý D này lấy bởi vì vừa có kết tủa BF4 vừa có khí CO2. Đáp án đúng đáp án gì? Ok. Dễ ợt. Đúng không? 83 này. Oxit nào sau đây là oxit axit? Comment đúng xem nào. Xem 83 đáp án gì nào cả nhà. Cả nhà cùng comment cho thầy nào. 83 đáp án gì? 83 đáp án gì? Comment thật mạnh mẽ vào, xe tác các kiểu vào thì mới nhận được quà chứ. Không thì lấy đâu được quà. Đúng không? Nào mình có này, câu 83. Oxit nào sau đây oxit kim loại? Nhớ lại các bước để nhận được quà, quà đầu năm này cực kỳ hot hit này. Chuẩn bị lại đến đến fan phát quà đấy. Xe chụp ảnh gửi cho thầy Nick Minh Berlin ngay lập tức. Tí nữa đến câu 90 chúng mình sẽ tặng quà. Oxit nào sau đây là oxit axit? Lưu ý nha. Oxit nào sau đây là oxit axit? Mình có FeO là oxit bazơ, Fe2O3 là oxit bazơ, Cr2O3 là oxit lưỡng tính, CrO là oxit axit. À. Câu 84. Cho dung dịch FeCl3 và dung dịch chất X thu được kết tủa FeOH 3 lần. Chất X là FeCl3 thì cộng với H2S thì không thu được kết tủa, AgNO3 cũng không. Mà cộng AgNO3 thì thu được kết tủa FeOH 3 lần. Đề bài nói chúng ta thu được kết tủa FeOH 3 lần mà. Kết tủa này kết tủa màu nâu đỏ các em nhé. Thế bây giờ FeCl3 cộng H2S thì tạo thành gì? Thì tạo thành FeCl2 cộng với S cộng với HCl. Nhá. Cộng AgNO3 thì ta thu được AgCl. Cộng với NaCl ta cũng thu được AgCl. Vậy thì đáp án đúng chúng ta chỉ có đáp án C. Chỉ có C mới thu được FeOH 3 lần thôi. Thấy chưa? Sang câu 85.
cho các chất sau. Các em đang giải câu bộ 2000 câu trắc nghiệm vô cơ của chúng mình liền đấy. Cho các chất sau, số chất vừa tác dụng với HCl, vừa tác dụng với NaOH. Lưu ý nhé, vừa tác dụng HCl, vừa tác dụng với NaOH. Thì mình có này, CrOH 3 lần của mình là hydroxit lưỡng tính, ăn cả hai một cháu. CaCO3 thì ăn được HCl thôi, không ăn được NaOH, vứt. AlOH 3 lần là hydroxit lưỡng tính, ăn cả hai cháu. Al2O3 là oxit lưỡng tính, cũng ăn cả hai. Vậy mình có 1, 2, 3 cháu. 3 cháu là đáp án đúng, mình là đáp án A. Được chưa? Nào, tiếp tục. 86 nhá. 86, cho các kim loại sau. 86 này. Cho các kim loại sau. Số kim loại điều chế được bằng phương pháp điện phân dung dịch, điện cực trơ là. Số kim loại, chú ý cho thầy này, điện phân dung dịch thì chỉ điều chế các anh kim loại đứng sau nhôm. Nhớ nha. Kali đứng trước nhôm không điều chế bằng điện phân dung dịch được. Bari đứng trước nhôm không điều chế bằng điện phân dung dịch được. Vậy chỉ đứng sau nhôm chỉ có đồng và bạc. Đáp án đúng chúng ta là đáp án C, hai cháu. C, đồng và bạc. Ok. Sang câu 87 nè. 87. Úi dồi, câu này hay dễ sợ luôn. Thực hành, thực hiện các thí nghiệm sau. Đứa nào mà vượt qua đến câu 90, xong rồi inbox, xong rồi gửi ảnh chụp cho chú Minh là đã xe, thì ngay lập tức tí chú Minh sẽ gửi quà. Nào, 87. Thực hiện các thí nghiệm sau. 90 quà siêu to khổng lồ hơn nữa. Thực hiện các thí nghiệm sau. Sau khi kết thúc phản ứng, số thí nghiệm thu được kết tủa là đun sôi nước cứng tạm thời. Nước cứng tạm thời là CaHCO3 2 lần. Đun sôi thì mình thu được kết tủa là CaCO3. Đấy, một cháu kết tủa. Phèn chua thì có gốc S4 vào BaOH 2 lần thì thu được kết tủa BaSO4. Hai cháu. NaOH dư, lưu ý cho thầy từ dư thì nó tạo thành Na Al OH 4 lần và không có kết tủa do có từ dư. Sục CO2 đến dư, do có từ dư, do CO2 dư nên mình chỉ thu được muối CaHCO3 2 lần. Được chưa? Không có kết tủa tiếp. Dung dịch HCl dư, do có từ dư nên mình chỉ thu được AlCl3 cộng với NaCl cộng với nước, không có kết tủa. Vậy số thí nghiệm thu được kết tủa là A và B, hai thằng A. Ok, nhớ chưa? Câu 88 nào. Câu 88 nào. 88 nào. Chuẩn bị đến 90 rồi đấy. Sang đến 90 là có quà đấy. Những đứa nào chưa xe, chưa chụp thì xe nhanh, chụp nhanh đi. Hỗn hợp gồm vào lượng nước dư, xem chúng mình làm nhá. Hỗn hợp này vào lượng nước dư à? Hỗn hợp này vào lượng nước dư à? Nhìn kỹ này, mình có này. Na2O, Na2O, CaO, Al2O3, MgO vào nước dư. Thì mình chắc chắn Na2O tan hết, tạo thành NaOH. CaO tan hết, tạo thành CaOH 2 lần. Được chưa? MgO không tan nên còn giữ nguyên là MgO. Al2O3 cũng tan. Được chưa? Cũng tan. Cũng tan thì nó tạo thành là gì? AlOH 4 lần trừ. Được chưa? Đây là dung dịch X. Chất ăn Y. Được chưa? Thế không quan tâm đến chất ăn Y nữa. Bỏ. Sục CO2 đến dư và X. CO2 dư nhá. CO2 dư, do có CO2 dư nên không có kết tủa CaCO3 đâu ạ. Được chưa? Vậy chỉ có phản ứng xảy ra CO2 cộng với AlOH 4 lần trừ tạo thành kết tủa AlOH 3 lần. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án B bỏ. B bỏ. Câu 89 nào. Câu 89. Cho sơ đồ phản ứng xảy ra nhiệt độ thường. Các chất XT lần lượt là. Ui dồi ôi đấy, nhìn đề trung học phổ thông quốc gia 2017 này. Đây này, nhìn mở mắt to ra mà suốt ngày đi học các câu dễ. Đề thi trung học phổ thông quốc gia 2017 này. Đấy, sơ đồ các phản ứng xảy ra ở nhiệt độ thường. NaCl điện phân dung dịch có màng ngăn thì tạo thành gì? NaCl mà điện phân dung dịch có màng ngăn thì tạo thành NaOH. Đúng chưa? Cộng với lại Cl2 cộng với H2. Đấy, mang cái thằng này đi tác dụng với FeCl2 thì tạo thành Y. Thế thì thằng X này có thể là NaOH, có thể clo. Clo cộng FeCl2 thì tạo thành FeCl3. Nhưng mà FeCl3 này không ăn oxy, ăn với nước được nên không thể là clo. Đúng chưa? Vậy thằng này chỉ có thể là NaOH. NaOH ăn FeCl2 thì tạo thành FeOH 2 lần. FeOH 2 lần ăn oxy, ăn nước để tạo thành FeOH 3 lần. Được chưa? FeOH 3 lần ăn HCl thì tạo thành Fe
CL3 và FeCl3 cộng đồng thì tạo thành CuCl2. Vậy T chúng ta là FeCl3. Để đáp án đúng chúng ta đáp án C. Ok, trước khi vào câu 90, chúng mình đã đi gửi quà cho các cháu nào. Gửi quà cho các cháu nào. Nhân Huỳnh, Nhan Huỳnh nhận quà này. Gửi quà này. Đấy, các cháu nhanh tay share video live stream này về tường. Xong rồi tag tất cả các bạn và các cháu vào trong video live stream. Xong rồi chụp ảnh cái video live stream mà các cháu share nhá. Chúng mình gửi quà ngay này. Minh Vũ này. Gửi quà cho Minh Vũ này. Bộ 6 đề và skin giải nhanh peptide này. Quà quà bí ẩn nên là mẹ chỉ gửi riêng thôi. Không có phô ra nhiều đâu. Không có phô ra nhiều đâu. Chỉ có những đứa đặc biệt mới nhận được quà thôi. Nhanh tay share lại video live stream về tường nhá. Nhanh tay share lại video live stream về tường. Xong rồi tag các bạn vào trong video live stream này. Chú Minh sẽ gửi quà cho các cháu. Được chưa? Đây còn hai bạn nữa này. Huynh này. Nguyễn Duy Huynh này. Gửi quà này. Nó cứ share lại về tường. Xong rồi tag các bạn vào trong chụp ảnh. Thì là chú Minh sẽ gửi quà. Nguyễn Kim Khánh này. Quà này. Ok. Bây giờ mình chữa tiếp 10 câu cuối của tối ngày hôm nay. Câu số 90. Ở điều kiện thường, Chrome tác dụng với phi kim nào sau đây? Thì ở điều kiện thường nhé, chú ý ở điều kiện thường thì Chrome tác dụng với fluor để tạo thành CrF6. Đấy chưa, Chrome ở điều kiện thường không ăn lưu huỳnh, không ăn phốt pho, không ăn nitơ đâu nhá. Thường là không. 91 à? 91, bộ 2000 câu hỏi cực kỳ chất luôn. Vào mùa lũ để có nước sử dụng, dân cư ở một số vùng thường dùng sử dụng chất X. Công thức đây, đây là phèn chua. Đấy chưa? X gọi là phèn chua. Chẳng ai cho vôi sống vào nước để mà uống hay là đắp mặt cả. Được chưa? Chẳng ai dùng thạch cao mà cho vào nước cả. Chẳng ai cho muối ăn vào nước để cho nó mặn cả. Đúng không? Đấy, là câu 92. Thế là còn những cái bạn mà chưa có thì chắc khả năng cao là bị trôi vào hộp tin nhắn chờ rồi. Tí nữa chúng mình check lại hộp tin nhắn chờ chúng mình gửi cho nhá. Được chưa? Nào câu 92. Công thức khoa học của sắt 2 sun phát. Công thức khoa học của sắt 2 sun phát là. Công thức khoa học của sắt 2 sun phát. Sắt 2 sun phát. Sắt 2 sun phát đây là sắt 2 clorua. Bỏ. Đây là sắt 3 hydroxit. Bỏ. Đây là sắt 3 oxit. Bỏ. Sắt 2 sun phát. C. Câu 93. Đề thi trung học phổ thông quốc gia 2019. Các em chú ý để chú ý này. Chú Minh Myelin sẽ live stream liên tục hàng tuần vào các chuỗi tối thứ hai, tối thứ tư, tối thứ bảy. Nên để nhận được thông báo live stream của chú Minh Myelin, cách tốt nhất và nhanh nhất của các em đó là ngay lập tức đặt xem trước fanpage của chú Minh mình đi. Nhớ nhá. Câu 93. Kim loại nào sau đây điều chế được bằng phương pháp nhiệt luyện với chất khử là hydro? Kim loại nào sau đây điều chế được bằng phương pháp nhiệt luyện với chất khử là hydro? Thì tương tự mình có thằng này chỉ khử các oxit của thằng kim loại đứng sau thằng nhôm. Chỉ khử các oxit của kim loại đứng sau nhôm. Kali đứng trước nhôm, vớt. Được chưa? Natri đứng trước nhôm, vớt. Canxi đứng trước nhôm, vớt. Sắt đứng sau nhôm, lấy. Được chưa? Đáp án đúng đáp án C. Câu 94. Câu 94 này. Đun nước cứng lâu ngày, trong ấm nước xuất hiện một lớp cặn. Thành phần chính của lớp cặn đó là. Đun nước cứng lâu ngày, nước cứng thì có canxi 2 cộng và magie 2 cộng. Được chưa? Thế thì có một lớp cặn, vậy thành phần chính lớp cặn đấy chắc chắn là CA. CO3. Đáp án đúng đáp án B. Mèo nhầm rồi em ơi. CaCO3 em nhá. Bình thi 95 nhanh quá. Sữa dâu. Ui, có tên sữa dâu làm thấy đói thế nhỉ. Hello chào Thủy My. Hello chào cả nhà. Cả nhà đang theo dõi buổi live stream của chú Minh Melin. Bạn nào muốn đăng ký sách thì inbox ngay lập tức cho chị Thanh Dịu, được ghi mở ngay phần bình luận nhá. Câu số 95 để thi trung học phổ thông quốc gia năm 2019. Chất nào sau đây có tính lưỡng tính? Chất nào sau đây có tính lưỡng tính? Lưỡng tính thì chúng ta có 5 hydroxit lưỡng tính nhỉ. ALOH 3 lần, như chúng mình đã dạy trong khóa live VIP, ALOH 3 lần này, ZNOH 2 lần này, CROH 3 lần này, đúng không? PBOH 2 lần này, SNOH 2 lần này, 1, 2, 3, 4, 5, 5 hydroxit lượng tính. Để tính lưỡng tính ở đây mình có ALOH 3 lần, B bỏ. Câu 96, hello chào Phạm Minh Ngọc, hello chào Thành Nghiệp. Câu 96, kim loại nào sau đây có tính khử yếu nhất? Kim loại nào sau đây có tính khử yếu nhất? Lưu ý nhá, tính khử yếu nhất. Khi nào mạnh hơn rồi? Ba cần mua áo, natri mạnh hơn nhôm. Giáp sắt nhôm mạnh hơn sắt. Đúng chưa? Vậy thì yếu nhất đây là gì? Bạc. À. Nhớ nhá, Phạm Minh Ngọc chính xác, Phạm Minh Ngọc vẫn còn nhớ cả. 97 nào. 97 nào. Thí nghiệm nào sau đây chỉ xảy ra ăn mòn hóa học? Thí nghiệm nào sau đây chỉ xảy ra ăn mòn hóa học? Lưu ý nhá. Chỉ xảy ra mòn hóa học. Nhúng đồng vào, nhúng kẽm vào đồng.
thì mình có nó tạo thành ZN2 cộng cộng đồng. Nhiều đứa tưởng là chỉ ăn mòn hóa học là đây là sai, tại vì làm gì, mình có đồng bám trên bề mặt thanh kẽm, hai điện cực khác nhau mặt bản chất tiếp xúc trực tiếp với nhau trong dung dịch chất điện ly. Vậy thằng này là xảy ra ăn mòn điện hóa, còn ăn mòn hóa học không phải. Bỏ nhúng thanh sắt vào dung dịch COS4 và H4 loãng, tương tự như vậy thì mình có hai cặp điện cực sắt đồng tiếp xúc trực tiếp trong môi trường dung dịch chất điện ly, đúng không? Bỏ tiếp, nhúng thanh đồng vào dung dịch sắt 3 thì mình có tạo thành đồng 2 cộng cộng với sắt 2 cộng, đúng không? Vậy là không ăn mòn điện hóa, đúng chưa? Và đây thì sẽ hiện là ăn mòn hóa học, đúng không? Vậy đáp án đúng mình là đáp án C. Tiếp tục câu 98. Câu 98. Thí nghiệm nào sau đây thu được muối sắt 2 khi kết thúc phản ứng? Câu 98. Thí nghiệm nào sau đây thu được muối sắt 2 khi kết thúc phản ứng? Lưu ý nha. Thí nghiệm nào sau đây thu được muối sắt 2 khi kết thúc phản ứng này? Đốt sắt trong bình chứa clo dư thì tạo thành FeCl3. Được chưa? FeOH2 lần và HCl. Đấy, đúng rồi. Thế thì xem thầy là hiểu hết. FeCl2 cộng với lại H2O. Muối sắt 2 đấy. Đúng chưa? Vậy đáp án đúng, đáp án B. Fe2O3 vào dung dịch HCl thì thu được FeCl3 mất rồi. Fe và H2O4 đặc nóng thì mình thu được Fe2SO4 3 lần mất rồi. Đúng chưa? Vậy đáp án đúng mình là đáp án B. Bỏ. 98N là gì thầy không hiểu. Meo meo. Nào, câu 99 à. Úi giời, 99. 99 nha. Cặp chất nào sau đây cùng tồn tại trong dung dịch? Lưu ý này, cùng tồn tại trong dung dịch. Nhớ nhé, cùng tồn tại trong dung dịch. Cùng tồn tại là không phản ứng với nhau đấy. AlCl3 cộng KOH ta tạo thành AlOH 3 lần. Đúng chưa? Không tồn tại, có cái tủa đây rồi. Na2S cộng FeCl2 tạo thành FeS cộng NaCl. Kết tủa không tồn tại. Được, bỏ tiếp. NH4Cl cộng AgNO3 tạo thành kết tủa AgCl. Đấy, có kết tủa thôi, không tồn tại. Đúng chưa? Cùng tồn tại NaOH và NaAlO2, hai thằng này không phản ứng nhau. Gì? Ok. Câu cuối cùng của tối ngày hôm nay, câu 100. Xong câu 100 này thì hẹn gặp lại các em vào tối thứ tư. Nhưng trước khi hẹn gặp lại các em vào tối thứ tư để giải câu 100 này thì các em từ từ nhá, chú Minh sẽ đi gửi quà cho các con. Nhưng từ từ đã. Câu 100, kim loại nào sau đây vừa phản ứng được với dung dịch HCl, vừa phản ứng dung dịch NaOH, vừa phản ứng HCl vừa phản ứng với NaOH nhá. Vậy mình có này, sắt không? Đồng không? Bạc không? Nhôm. Bề bỏ. Bắt đầu 101 đến 150 thì chúng ta lại làm tiếp vào tối hôm thứ 2 tuần sau. Và nhớ là tối thứ 4 chúng ta có buổi live stream về sách vô cơ. Đây, buổi tối thứ 4 chúng ta sẽ live stream tiếp về bộ sách hóa vô cơ của chú Minh Mê Linh. Đây, quyển sách này nhá. Các em nhớ này, buổi tối thứ 4 này, sách hóa vô cơ lớp 12. Và bây giờ đến chuyên mục tặng quà. Nào, inbox đi, inbox cho chú Minh Mê Linh đi. Inbox cho chú Minh Mê Linh để chú Minh tặng quà nào. Xem nào, đây, đây nhìn nhá. Nhàn Phạm này. Những đứa nào mà chưa nghe tức chụp ảnh xong xe lại để gửi qua cho Minh, chú Minh gửi qua luôn. Nhàn Phạm này, bộ 6 để minh họa và skin giải chi tiết này. Live VIP của thầy đang học đấy, live VIP của thầy vừa học xong bây giờ chào học thế. Nào tắt này, Nhàn Phạm xong rồi này. Nào có đứa nào nào? Nguyễn Đại đây này. Nguyễn Đại đặt mua sách này. Đấy. Huy Long này. Vừa nãy để ý có Huy Long. Huy Long này. Huy Long này. Inbox gửi luôn, tặng quà luôn này. Được chưa? Thôi. Ok. Bây giờ thì để chú Minh nghỉ ngơi tí, xong rồi chú Minh sẽ bắt đầu là check inbox gửi quà cho các con nhá. Hẹn gặp lại các con vào tối thứ 2 hàng tuần trên fanpage của chú Minh Milin, 2000 câu trắc nghiệm lý thuyết ôn thi trung học thông quốc gia năm 2020. Nhớ click vào chỗ phần sự kiện, đặt chế độ theo dõi sự kiện để có thể theo dõi liên tục nhá. Bye bye, chào tạm biệt các con.